Dũng chỉnh bị nha. Thương những người kiêng si áo trắng,
cứ mỗi ngày đại bảo đưa tin bài chúng ca thương tính tăng dần mà lòng mình chợt đau mất biết bao giờ mới đầy nỗi cô vi thương cho người buông bám kinh dân vì dịch nên đóng hết cửa hàng thương những người làm công vất vả không biết làm biết phải làm sao cách ly gọi vì sống sao đây không mì tôm sống đói qua ngày mong mọi người chung tay đứng lên để đẩy lùi trong dịch Covid hãy đoàn kết lên một niềm tin ta sẽ thắng dịch để trở lại cuộc sống yên mang chúc mọi người sức khỏe bình an để trở lại cuộc sống yên mang chúc mọi người sức khỏe bình an. Vâng, xin cảm ơn anh Dũng với bài ca chống dịch Covid.